Đây là gì nhỉ? Đây là trái Con lớp mấy? Trường gì? Chưa. Con tên là gì nhỉ? Ra trường gì là gì? Ở lớp là viết được như này chưa? Bây giờ nghỉ hết nghỉ hè đi học mình phải viết được như này nhá. Tuấn Tú lớp 2 trường gì nhỉ? Cổ Nhuế ạ? Phải xóa nhiều lắm nhá. Bố khen mới đẹp chưa? Để xem vào nào. Có tên là gì nhỉ? Có tên là Khả Minh. Khả Minh chứ gì? Thầy là Yên à? Rồi. Con tên là gì nhỉ? Rồi, tự biết giống hết rồi đúng không?